Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị giải thoát tạng, thiên ma ngoại đạo bất năng khể lưu cố. Việt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát, vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Lược giảng: Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát. Quý vị nên biết, người niệm chú đại bi thì được kho tàng giải thoát, vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Tất cả đều tự do, thiên ma ngoại đạo cũng không thể quấy nhiễu, giam giữ quý vị, không thể kiểm soát quý vị. Bình thường, quý vị có chút kỹ năng, đôi khi thiên ma ngoại đạo sẽ bắt quý vị làm quyến thuộc. Nhưng nếu quý vị có thể tụng chú đại bi, thì chúng sẽ không có cách nào để bắt giữ quý vị. Hán văn: Đương tri kỳ nhân, thị dược vương tạng, thường dĩ đà la ni, liệu chúng sanh bệnh cố. Việt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng dược vương, vì thường dùng đà la ni trị bệnh chúng sanh. Lược giảng: Chú đại bi có thể trị tất cả bệnh trên thế gian. Thế giới có 84.000 loại bệnh, chú đại bi đều có thể trị. Nhưng quý vị cần thành tâm trì tụng mới có năng lực công hiệu này. Nếu quý vị không thành tâm trì tụng, bình thường cũng không trì tụng, đợi đến khi người bệnh đến, quý vị nói: Ồ, tôi giúp anh một biến chú đại bi, anh sẽ lành bệnh. Niệm một biến, quý vị niệm 10 biến cũng không có công hiệu. Hằng ngày phải tu pháp đại bi, tụng chú đại bi, thì đến lúc dùng mới có linh nghiệm, mới có năng lực. Hằng ngày, nếu quý vị không tu, không tụng, nói là bây giờ tôi bắt đầu niệm, khi tôi cần sử dụng chú, tôi mới niệm. Công hiệu cũng sẽ có, nhưng không lớn. Giống như hằng ngày, quý vị không đào giếng, đợi khát nước, muốn đi uống nước, nói: Chỗ này của tôi không có nước, tôi muốn đào một cái giếng. À, khi đào giếng thì phải đợi mấy ngày mới có nước chứ? Quý vị nói: Tôi sẽ đào giếng liền và sẽ có nước uống ngay bây giờ. Làm gì có đạo lý này, tụng trì chú đại bi cũng như vậy. Hằng ngày, quý vị tụng trì chú đại bi, khi dùng đến sẽ giống như kho tàng thuốc. Tất cả các phương thuốc đều có trong chú đại bi. Quý vị niệm chú đại bi thì tất cả các bệnh đều không đến nơi thân quý vị. Hán văn: Đương tri kỳ nhân thị thần thông tạng, du chư Phật quốc đắc tự tại cố, kỳ nhân công đức tán bất khả tận. Việt dịch: Nên biết người ấy chính là tạng thần thông, vì được tự tại, dạo chơi nơi mười phương cõi Phật, công đức người ấy khen ngợi không thể cùng. Lược giảng: Nên biết người ấy chính là tạng thần thông. Quý vị nên biết rằng, người niệm chú đại bi này có thần thông, vì được tự tại dạo khắp các cõi Phật. Người đó, trong lúc thiền định, dù đang ngồi hay nằm, đều có thể đến các quốc độ của chư Phật. Muốn đến cõi nước của Đức Phật nào, người ấy chỉ cần nghĩ tới cõi nước đó. Chẳng hạn như, tôi muốn đi xem cho biết thế giới cực lạc trông như thế nào, thì liền nhập thiền định và đến ngay thế giới cực lạc. Vì sao lại được như thế? Đó chính là do oai lực của chú Đại Bi đã trợ giúp, khiến cho người ấy có thể du hành đến các cõi nước của chư Phật. Dạo khắp ở đây ám chỉ sự du hành của tự tánh, chứ không phải mang theo cái túi da hôi thối này mà dạo chơi ở thế giới cực lạc đâu. Nếu cái thân này cùng theo đến thế giới cực lạc thì nó không thể trở về lại thế giới này được nữa. Mà dù cho có trở về thì cũng không dễ gì mà có được sự thông dong tự tại. Công đức của người ấy tán thán không cùng tận. Dù có khen ngợi đến thế nào đi nữa thì cũng không thể kể cho hết công đức của người trì tụng chú đại bi này. Hán văn: Thiện nam tử, nhược phục hữu nhân, yểm thế gian khổ, cầu trường sanh giả, tại nhàn tịnh xứ, thanh tịnh kết giới, chú y trước, nhược thủy, nhược thực, nhược hương, nhược dược, gia chủ nhất bách bát biến phục, tất đắc trường mạng. Việt dịch: Này thiện nam tử,
Nếu kẻ nào chán sự khổ ở thế gian, muốn cầu thuốc trường sanh, thì nên an trụ nơi chỗ vắng lặng sạch sẽ, kết giới thanh tịnh và thực hành một trong các phương pháp như sau: hoặc tụng chú vào trong áo mà mặc, hoặc tụng chú vào nước uống, thức ăn, chất thơm, dược phẩm mà dùng. Nên nhớ mọi thứ đều tụng 108 biến, tất sẽ được sống lâu. Lược giảng. Đoạn này nói, người muốn trường sanh bất lão, muốn sống mãi, vĩnh viễn không chết, có một loại ngoại đạo, nói sanh đến thiên quốc thì sống mãi, nhưng phải thoát khỏi bọc da hôi thối này. Trong giáo lý nhà Phật, nói đến thế giới cực lạc, sinh ra từ hoa sen thì không còn đọa lạc nữa, cũng không cần túi da hôi thối, thân thể giả tạm này. Nhưng nếu quý vị muốn không bỏ thân thể hôi dơ này mà vẫn được trường sanh bất tử, thì cũng có một cách. Bồ Tát Quán Thế Âm có phương pháp có thể giúp quý vị, vậy nó như thế nào? Này thiện nam tử. Thiện nam tử nghĩa là bao hàm cả nam lẫn nữ. Thiện nam và thiện nữ là người tu 10 điều thiện và giữ 5 giới. Nếu có kẻ nào chán sự khổ ở thế gian, giả sử có người nào ghét cảnh khổ đau, sanh rồi chết, chết rồi sanh ở thế gian, cầu thuốc trường sanh, họ muốn cả đời này không chết mà cũng lại không sanh, mãi mãi được sự sống trường sanh, có phương pháp này là làm như thế nào? Quý vị ở trong chỗ vắng lặng sạch sẽ. Hán văn dùng từ nhàn tịnh. Nhàn là nhàn nhã, là nơi vắng người. Tịnh chính là thanh tịnh, đây là nơi rất yên tĩnh. Kết giới thanh tịnh. Ở nơi này dùng chú đại bi kết thành kết giới. Phương pháp kết giới ở sau sẽ đề cập đến. Hoặc tụng chú vào trong áo, lấy y phục của quý vị, niệm 108 biến chú đại bi, hoặc tụng chú vào nước uống, thức ăn, chất thơm, dược phẩm mà dùng. Nếu quý vị muốn uống nước thì trì 108 biến chú đại bi sau đó mới uống. Quý vị muốn ăn đồ gì, niệm 108 biến chú đại bi sau đó mới ăn. Hoặc đốt hương, cũng niệm 108 biến sau đó mới đốt. Hoặc uống thuốc, cũng niệm 108 biến chú đại bi rồi mới uống. Mỗi thứ đều tụng 108 biến. Tất cả niệm 108 biến sau đó mới sử dụng. Phục chính là quần áo, là mặc quần áo, đồ uống, đồ ăn, hương hoa, thuốc cũng đều như vậy, tụng như vậy. Đây là đặt tất cả các đồ vật này lại chung với nhau và trì vào đó 108 biến, hay đọc riêng lẻ, mỗi vật 108 biến. Có những người tâm ý lười biếng nên đặt ra ý tưởng tuyệt vời này. Nếu tôi gộp lại với nhau rồi trì vào 108 biến, tôi sẽ được tất cả. Điều đó cũng tốt, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn vì nó đã phân tán rồi. Quý vị niệm mỗi cái 108 biến, tuy mất nhiều thời gian, nhưng hiệu nghiệm rất lớn. Nếu muốn hiệu quả nhỏ, thì tiết kiệm được một ít thời gian. Nhưng khi trì chú xong thì làm sao? Thời gian để làm gì? Nếu quý vị muốn ngủ, thì không cần niệm thần chú. Vì vậy, tôi lựa chọn trì tụng thần chú 108 biến. Tất sẽ được sống lâu. Nhất định mạng sống được lâu dài. Dài là bao lâu? Không ai biết được, bởi không có giới hạn bao lâu, miễn là tùy quý vị muốn. Quý vị nói, ồ, tôi không muốn sống trường thọ nữa. Quý vị có thể chết bất cứ lúc nào quý vị muốn. Tùy thuận duyên đều có thể vãng sanh, cũng rất tự do. Vậy nên, cuộc đời quý vị dài bao lâu, không ai biết, không ai quyết định thay quý vị. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.